Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến kênh của mình. Thì hôm nay mình với bạn của mình đi câu cá với sông nha mọi người. Đây, bạn mình đang ngồi với nó đang câu nữa bạn. Thì bạn chờ xem là mình với bạn mình câu có cá không nha mọi người. Ớt không biết sao ớt nó bị bữa không thấy đi bắt ớt hả? Bắt ớt mấy video đó đâu có được nhiều người xem đâu. Có video cá là gì á, bắt cá này kia nọ thì có được xem, tỷ lệ nhấp cũng đã cao hơn nữa. Ê, chuột luôn. Chuột cá luôn hả? Má dính con mắt nè. Rồi. Xui vậy. Con mắt nè. Ơi trời. Câu nãy giờ. Nó lội ngang bị dướng dây. À, lội ngang dướng dây hả? À vậy là sắp sửa rồi, có xác cá rồi. Con mắt nó kìa. Tao hết hồn rồi, còn cục cá không là gì con mắt. Đây, cái này có hy vọng rồi nha. Hết hết mồi chưa? Mấy rồi? Có cá nào mà nó ngoan. Kiểu như nó sao? Mấy giờ? 6 giờ. Hiện tại là 6 giờ chiều. Đi câu từ lúc 4 giờ 30. À, hiện tại 6 giờ rồi. Mà chưa có con cá nào. Câu được con mắt cá. Mắt to à. Ừ, cá bự mà. Nước chưa vừa. Trộn nào vừa câu. Cho nó nở vậy chứ. Trộn rồi. Nước chấm. À, mở ra khô ra. Cô rồi bỏ vô xíu cam trong rồi. Chẳng cánh móc ngồi. Cái nào đi vô mấy chỗ câu cá câu. Dọn dẹp về. Câu không thành công. Câu xong nhớ dắt lại.